Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nịnh bợ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đệ tử của ông đã tung sách để ca ngợi ông lên tận mây xanh. Một cuốn sách toàn là bài cũ nhưng được cả ba cơ quan cùng trịnh trọng làm lễ ra mắt. Ngày 9 tháng 2 tại thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tác giả Nguyễn Phú Trọng. Vì sao không là một công trình khoa học bài bản? Theo diễn văn của Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, thì cuốn sách tuyển chọn 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội 13 của Đảng đến nay. Nội dung xuyên suốt 29 bài viết là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Xuân Thắng nhận định các bài viết đã thể hiện rõ và làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các bình diện chính trị, kinh tế, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đối nội bằng những ngôn ngữ giàu hình ảnh, các diễn đạt dung dị, gần gũi, dễ hiểu đối đầu với tầng lớp nhân dân và được chất lọc từ đời sống thực tiễn sinh động của đất nước. Với cuốn sách này, bạn đọc một lần nữa được đọc lại toàn văn những bài phát biểu sâu sắc, giàu tính lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà trước đó có thể đã được biết sơ lược qua tường thuật trên báo chí. Ông Thắng còn được biết đến là người đứng đầu trong nhóm thư ký chắp bút cho bài viết ký tên Nguyễn Phú Trọng. Nếu đúng như lời quảng cáo cho cuốn sách được đánh giá là khó bán này thì một khi đã gọi là nội dung xuyên suốt 29 bài viết là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư thì gần đây cần đánh giá nó ở góc độ là công trình nghiên cứu khoa học mang tính lý thuyết chưa qua kiểm chứng thực tế. Và với một công trình chưa thể kiểm chứng thực tế thì nếu lại khước từ một phản biện khoa học cho thấy ở đây tác giả Nguyễn Phú Trọng đang có chiều hướng của tư tưởng độc tài trong việc quản trị quốc gia từ điều 4.1 hiến pháp với việc nghiêng theo chiều hướng đức trị thay cho pháp. Có được quyền chê cuốn sách có bán này hay là không? Xin luận bàn đôi điều cùng với tác giả Nguyễn Phú Trọng, lưu ý trao đổi tiếp theo đây là ý kiến trao đổi với tác giả chứ không phải là với chức danh Tổng Bí thư. Trong các tiết học về tư tưởng Hồ Chí Minh ở đại học, giáo trình viết rằng Hồ Chí Minh bằng tấm gương đạo đức của bản thân đã chinh phục được trái tim và khối óc của nhân dân cả nước, thuyết phục được các sĩ phu yêu nước cũ điển hình như Huỳnh Thúc Kháng, Phan Kế Toại và tầng lớp trí thức tân học theo người. Thực hiện đức trị trong suốt thời gian kháng chiến chống Pháp, người chỉ xử tử có một người, đó là Trần Dụ Châu. Vì sao đức trị có thể thực hiện trong thời gian đó? Một là trên chiến khu thì đời sống mọi người kham khổ như nhau nên đức trị còn có tác dụng. Hơn nữa, Hồ Chí Minh lại là tấm gương sáng chói của nền đức trị đó. Song, trong lịch sử có lẽ Hồ Chí Minh thuộc tầng lớp người cuối cùng được đào tạo cơ bản để có được đức tính trong sáng và cao đẹp, người trị nước theo đúng Nho giáo. Bình giảng tiếp theo của giảng viên rằng một thời gian dài chúng ta đã trị nước bằng chỉ thị và nghị quyết thay vì phải trị nước theo pháp luật. Sau khi đường lối đổi mới đi vào cuộc sống, xã hội Việt Nam đã thực sự phân hóa về giai tầng, về quyền lợi, nhất là sau khi mà Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, những mối quan hệ chằng chịt trong nước lại đan xen phức tạp với mối quan hệ quốc tế, thì dứt khoát nền đức trị cổ truyền đã chấm hết vai trò lịch sử của nó, và nay chỉ một nền pháp trị cứng rắn, bất vị thân mới có khả năng giải quyết đúng đắn các mối quan hệ xã hội phức tạp hiện nay. Chính vì vậy mà Quốc hội khóa 11 đã tập trung xây dựng những luật cơ bản. Như vậy, nền tảng mang tính nguyên tắc của lập luận trong 29 bài viết, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của tác giả Nguyễn Phú Trọng chỉ có thể ít nhiều thuyết phục cho kỳ vọng lúc thực khi mà nó đang xây dựng trên căn cứ của luật cơ bản về đảng phái chính trị.
phát hành một cuốn sách với 29 bài viết của một cá nhân từng được đăng trên báo chí, liệu có cần đến việc tổ chức sự kiện mang tên lễ ra mắt hay là không? Có lẽ ở đây thay vì cấp dưới nịnh bợ mình qua chuyện lễ ra mắt như hôm 9 tháng 2 năm 2022 trên cương vị Tổng Bí thư, thì ông Nguyễn Phú Trọng nên mạnh dạn hơn nữa trong chấm dứt độc quyền tư tưởng. Bởi tất nhiên thì một nền pháp trị mới xã hội chủ nghĩa đòi hỏi mọi công dân, từ người thứ dân bình thường cho tới người lãnh đạo cao nhất của đất nước, phải theo một nền đạo đức mới. Nhưng nền đạo đức mới đó là gì? Có phải chỉ tóm gọn nó trong một câu sống và làm việc theo pháp luật là đủ không? Có lẽ cần các vị học giả và trí thức độc lập ngoài đảng hãy tiếp sức cùng nhau suy nghĩ, sớm đề ra một nền giáo dục đạo đức có thể để giáo dục giới trẻ của cả nước. Chỉ vì có giáo dục từ nhỏ, ngay từ mẫu giáo và tiểu học thì mới bền vững. Đối với người lớn, tính cách con người đã hình thành khó có thể thay đổi. Ngoài mặt thì dạ dạ vâng vâng, nhưng trong đầu thì nghĩ gì ai mà biết được. Tất nhiên thì nền đạo đức mới phải kế thừa và chất lọc những tinh hoa của truyền thống dân tộc, của nền triết học phương Đông, cũng như là những thành tựu vĩ đại của nền triết học phương Tây kể từ thế kỷ ánh sáng, chứ không nên duy ý chí ở một cá nhân nào đó như kiểu 29 bài báo của một số vấn đề lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được thuộc cấp nịnh bợ một cách lộ liễu bằng lễ ra mắt cuốn sách này và đề án văn hóa công vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cách đây 2 năm. Đến nay có nhiều vấn đề rất mù mờ, như là việc công chức không được nịnh bợ lấy lòng cấp trên vì mục đích không trong sáng. Nhưng như thế nào là mục đích không trong sáng, như thế nào là nịnh, liệu có ranh giới nào giữa nịnh và văn hóa giao tiếp, và có giải pháp nào để không tồn tại văn hóa nịnh? Liệu danh sách sướng tên tiếp theo đây có thể gọi là nịnh bợ hay là không? Ngày 9 tháng 2 tại thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và cuốn sách này đem ra cho không, người ta không đọc chứ huống hồ gì là bán. Cuốn sách này, theo nhận định của tôi thì có đến 99,99% người dân không thèm đọc. Tham dự lễ ra mắt có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng viên Lê Minh Hưng. Sở dĩ có thể gọi là lễ ra mắt ở trên là hành vi nịnh bợ vì cuốn sách này chỉ là tập hợp kiểu như là bài phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ đại hội 12 của Đảng ngày 27 tháng 11 năm 2020, rằng công tác kiểm tra giám sát của Đảng chính là thanh bảo kiếm để chữa lành các vết thương. Thực ra thì những báo cáo phát biểu ở trên giấy mà Nguyễn Phú Trọng đọc ra đó là hoàn toàn do cấp dưới soạn sẵn, và ông ta chỉ đọc như một cái máy mà thôi, chứ hoàn toàn ông không hề đặt bút xuống viết bất cứ một thứ gì ở dưới đó cả. Nhân vụ lễ ra mắt làm nhớ đến câu chuyện ngoài hè phố vậy. Lần nọ ở tận bên tàu có một viên quan nhỏ đến nhờ hòa thân chỉ cho vài chiêu nịnh xếp để được thăng chức. Hòa thân cười ha ha, khoản đó là năng khiếu bẩm sinh, nếu như ông không tôi luyện viên quan, vậy nhờ ông chỉ cho tại hạ vài đường cụ thể ạ. Ví dụ như lâu nay sếp nhỏ con xấu trai, nhưng tại hạ thì hay định là ôi sếp cao to đẹp trai quá, được không ạ? Hòa thần cười hề hề, đừng nịnh lộ thế, nịnh phải khéo, phải nhắm vào cái trừu tượng vô hình chứ đừng nói vống cái cụ thể. Viên quan ngơ ngác, hòa thần bảo ví dụ như vợ sếp xấu như Trung Vô Diệm, nhưng phải nịnh là phu nhân không đẹp nhưng rất có duyên, chỉ gặp một lần là nhớ mãi. Hay sếp có óc trái nho nhưng phải lấy lòng sếp, sếp tuy không đẹp trai nhưng rất thông minh. Viên quan tại hạ hiểu rồi, nhưng nếu như mà sếp thông minh thật, không hề lú như thiên hạ nói, và sếp một mực yêu cầu không cho nịnh thì sao? Hòa thân lại cười, sao không cho nịnh được, sếp có định nghĩa được rõ ràng như thế nào là nịnh không? Nịnh thiên hình vạn trạng, và có cả một luận văn tiến sĩ về nịnh, sao xác định được mà không cho? Viên quan,
Nhưng lỡ mà sếp không thích nịnh thì sao? Sếp phải thích nịnh thì tại hạ mới nịnh thành công chứ. Hòa Thần cười hi hi. Ông ngây thơ quá, ông nhìn xem hiếm có sếp không thích nịnh lắm. Ngay như là vua Càn Long thông minh thế mà cũng thích tà nịnh. Lão Lưu Dung không nịnh nên lãnh khổ, thấy không? Viên quan, chí phải, chí phải. Xem ra không bằng cấp nào hơn cái bằng lòng, và cái bằng này chỉ có được nhờ 80% phương pháp nịnh học cùng với những bí kíp chân truyền của nó. Từ xưa sách sử đã chừa rằng hôn quân bao giờ cũng gắn kết với nịnh thần, và xiểm nịnh làm cho người lãnh đạo thiếu sáng suốt và công bằng, thiên vị cảm tính, không khách quan, luôn lơ mơ trong thực tiễn và lúc nào cũng tự hài lòng về bản thân, sẽ thoái hóa dần trí tuệ rồi mắc sai lầm khuyết điểm vì nịnh sĩ. Ngược lại, nịnh sĩ sẽ trở thành hiện tượng tiểu nhân đắc ý, nêu gương xấu cho xã hội và hệ lụy không cần học hành, phấn đấu, cố gắng làm gì cho mệt, chỉ cần mài gối, uốn lưỡi, rèn luyện kỹ năng nịnh, ắt thành công. Mong rằng ở tuổi xưa nay hiếm, tác giả cuốn sách vừa được làm lễ ra mắt Linh Đình ở thủ đô Hà Nội hôm 9 tháng 2 năm Nhâm Dần và nhận ra được bầy tôi nào đang nịnh hót: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thực trạng pháp luật Việt Nam có chẳng là có mà không cũng chẳng là không. Trong xã hội Việt Nam, hễ có chút xung đột là hai bên lập tức động tay động chân mà không được phân xử trước pháp luật như là ở các xã hội văn minh khác trên thế giới. Đây chỉ là một trong hàng trăm vụ xung đột bạo lực tự phát xảy ra trong cộng đồng tại Việt Nam trong những năm vừa qua. Nếu như muốn liệt kê đầy đủ thì có lẽ ngồi kể cả ngày cũng không thể nào hết. Nào là hàng xóm đánh nhau vì lấn chiếm hẻm chung, hai nhà chọn nhau vì hát nhạc ầm ĩ, ông X đánh bà Y vì thả chó phóng uế bậy, thằng Tèo nện thằng Tí vì nẹt bô inh ỏi, hai bạn nhậu chém nhau vì mời bia không uống, nhóm thanh niên này thanh toán nhóm kia vì bị nhìn đều. Tại sao hiện nay người dân thường xuyên tự xử khi có xung đột nảy sinh? Hãy cùng nhau phân tích. Trước khi loài người phát minh ra luật pháp thì mọi mâu thuẫn xung đột trong xã hội thường được giải quyết với nhau bằng luật rừng, tức là luật kẻ mạnh. Khi xung đột nổ ra giữa A và B mà không giải quyết được bằng thương lượng thì hai bên sẽ dùng đến bạo lực để phân định thắng thua, như là các loài động vật quyết đấu sinh tử trong môi trường hoang dã, dẫn đến cái kết là kẻ yếu sẽ bị diệt vong để cho kẻ mạnh được sinh tồn. Và xung đột cuối cùng thì cũng được giải quyết trên nguyên lý mạnh yếu, tức phần thắng thuộc về kẻ mạnh và kẻ chiến thắng trong cuộc đấu sẽ không phải chịu bất kỳ sự phán xét hay là trừng phạt nào từ các thế lực không liên quan. Khi mà luật pháp ra đời thì nó đóng vai trò người phán xử. Các thành viên trong xã hội không được phép giải quyết xung đột với nhau bằng bạo lực tự phát như trước đây. Nguyên lý mạnh yếu không còn được chấp nhận trong việc giải quyết xung đột giữa hai bên, mà thay vào đó là nguyên lý đúng sai. Về mặt lý thuyết thì dưới sự chủ trì của luật pháp thì người chiến thắng là người đúng chứ không phải là kẻ mạnh. Ở những quốc gia văn minh, khi mà xảy ra xung đột giữa hai cá thể A và B mà nguyên nhân xuất phát từ hành động sai luật của một bên, ví dụ như luật không cho phép hát karaoke gây ồn ào trong khu dân cư mà bên B thì lại làm, thì bên A cần thông báo cho cơ quan pháp luật và cơ quan đó sẽ nhanh chóng xử lý bên B một cách đích đáng để hắn không thể lặp đi lặp lại hành động sai luật của mình, gây thiệt hại cho người khác. Như vậy, xung đột đã được giải quyết dứt điểm bởi cơ quan nhà nước chứ không phải bởi hai cá thể liên quan. Một cách tương tự, nếu như mà ở bên A thả chó ra đường đi bậy trước nhà của bên B thì bên B cũng chẳng cần phải to tiếng mà chỉ việc báo với cơ quan luật pháp là xong, cần còn lại sẽ được cơ quan đó xử lý đến nơi đến chốn. Trong một hệ thống như vậy thì mọi xung đột nảy sinh trong đời sống sinh hoạt hàng ngày giữa các cá nhân đều được luật pháp giải quyết thỏa đáng theo một chuẩn mực đúng sai rõ ràng minh bạch. Và người dân chẳng có lý do gì phải chửi bới, đánh đấm hoặc chém giết nhau làm gì cả. Nếu như cái cơ quan pháp luật chịu trách nhiệm giải quyết các xung đột của công dân và không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình thì chính nó sẽ xử phạt hoặc đào thải bởi một quyền lực khác.
Ví dụ như mà khi hàng xóm của bạn say xỉn mở karaoke hát ầm ầm giữa đêm khuya, bạn gọi cảnh sát và cảnh sát không làm gì cả, thì chính cảnh sát sẽ gặp rắc rối. Một xã hội như vậy được gọi là pháp trị, tức là con người trong xã hội ấy bị cai trị bởi luật pháp chứ không phải bởi một nhân vật hay thế lực nào khác. Với những con người lương thiện đàng hoàng thì đó là một xã hội lý tưởng để sinh sống, vì nó rất an toàn, trật tự và bình yên. Nếu như mà họ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật thì họ sẽ luôn được bảo vệ và phục vụ bởi hệ thống pháp luật hiệu quả mạnh mẽ. Với những kẻ lập dị hư hỏng hoặc là nhiều thú tính hoang dã thì xã hội như vậy quá sức tù túng, nghiêm khắc, bởi họ không thể tùy tiện làm điều sai trái theo ý muốn như là hút thuốc trên xe bus hoặc là tè xuống kênh rạch, mà phải khép mình trong khuôn khổ kỷ luật. Xã hội dưới chế độ Cộng sản Việt Nam thì sao? Về mặt cơ cấu tổ chức thì nó cũng có một bộ máy pháp luật với đầy đủ các cơ quan ban ngành như là tòa án, viện kiểm sát, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, công an, trật tự đô thị, dân quân tự vệ như các quốc gia văn minh. Có khi lực lượng nhân sự còn hùng hậu hơn rất nhiều lần. Nhưng cái hệ thống pháp luật đồ sộ ấy đang thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự xã hội của nó như thế nào? Gia đình tôi cũng gặp tình huống tương tự như vậy. Cách đây vài năm, bọn trộm chó dùng kỹ thuật đánh bả để thuốc con chó nhà tôi, rồi lôi nó từ trong sân ra ngoài đường. Nghe tiếng chó động thì tôi mở cửa thì thấy hai tên cẩu tặc xách con chó chạy ra khỏi hẻm. Tôi định lao ra truy đuổi thì chúng lập tức rút hung khí sẵn sàng nghênh chiến. Tôi vào nhà gọi điện báo sự việc cho công an phường thì nhận được câu trả lời: khuya rồi, thôi để sáng mai đi, mất con chó có gì đâu mà nghiêm trọng, và như vậy sự việc coi như chìm xuồng. Pháp luật Việt Nam là thế, khi mà hai người đụng xe nhau, nếu như mà không có hậu quả nghiêm trọng như là chết người thì tốt nhất hãy tự giải quyết, thương lượng không xong thì cứ việc thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cứ kêu cảnh sát thì còn lâu họ mới tới. Giả sử nhà hàng xóm hát to ầm ĩ làm phiền bạn, bạn cứ đưa sự việc ra nhờ chính quyền địa phương giải quyết xem có kết quả gì không. Xin thưa, rõ ràng là tên hàng xóm làm sai, nhưng không những chính quyền không xử lý cái sai của nó mà ngày hôm sau nó còn hát to hơn như là ngầm thách đố, làm gì được tao. Tất nhiên thì bạn đâu có dễ dàng chịu thua mà sẽ gửi đơn khiếu nại lên cấp chính quyền cao hơn để mong đòi lại công bằng. Nhưng cái cơ quan trên cao ấy giải quyết như thế nào? Nó sẽ gửi xuống cho chính quyền địa phương của bạn một chỉ đạo là hãy xử lý vụ việc đó đi, rồi báo cáo kết quả. Chính quyền địa phương chẳng hơi sức đâu mà đi giải quyết cái gã hát hò kia làm gì cho mệt. Nó chỉ cần soạn ra một cái báo cáo rằng đã xử lý rồi, kết quả tốt đẹp, rồi trình lên thượng cấp. Thượng cấp cũng chẳng thèm mất công kiểm tra xem báo cáo ấy là thật hay láo, mà mặc nhiên cho rằng sự việc đã xong, và thế là kết thúc câu chuyện. Họ đâu cần biết là gã hàng xóm kia tiếp tục thoải mái hát hò. Là một công dân tuân thủ pháp luật, bạn sẽ làm gì trong tình huống đó? Xin thưa, không làm được gì cả ngoài việc chịu trận với thằng láng giềng khốn nạn và thầm đưa ra một cái nhận định rất tiêu cực rằng đúng là một xã hội vô pháp luật. Nhận định này có vẻ như không sai, vì nếu như mà hệ thống pháp luật có tồn tại thì tại sao nó không đứng ra xử lý xung đột giữa con người với con người để dập tắt những hành vi sai trái, bảo vệ lẽ phải? Nhưng nếu như nhận xét đó đúng, nghĩa là bạn đang sống trong môi trường không có pháp luật và môi trường rừng rú, sơ khai, thì bạn và gã hàng xóm chết tiệt kia chỉ còn cách duy nhất để giải quyết xung đột giữa hai bên, đó là quyết đấu sinh tử. Đó cũng chính là lời lý giải cho câu chuyện tại sao ngày nay trong xã hội Việt Nam hễ một chút xung đột là hai bên ngay lập tức động tay chân mà không đưa ra sự việc pháp luật phân xử như đã có ở các xã hội văn minh khác. Vậy là bạn và hắn lôi hung khí ra mà chém giết nhau như là trong thời kỳ hoang dã. Giả sử bạn chết thì gã ta sẽ tha hồ ca hát thâu đêm mà không bị ai phàn nàn. Còn gã chết thì bạn sẽ thoát khỏi cuộc tra tấn thần kinh bằng âm nhạc ồn ào của gã. Dù ai chết thì xung đột cũng coi như là được giải quyết xong và người chiến thắng tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng ngoài âm là sự việc lại không diễn ra như vậy. Ngay khi một trong hai đấu thủ gục chết thì cơ quan pháp luật sẽ nhảy ra và thể hiện sự tồn tại của mình bằng cách bắt giữ và xử lý kẻ còn lại như là một tên tội đồ hình sự. Và vậy là sao? Đường nào cũng chết à? Rút cuộc thì luật pháp có tồn tại hay là không? Đối với xã hội Việt Nam thì trả lời có hay không đều không đúng, nhưng
cũng lại rất đúng. Nếu như nói pháp luật tồn tại thì sao nó không đứng ra giải quyết thỏa đáng xung đột giữa hai người? Nếu như nói nó không tồn tại thì sao sau khi hai người đã xử lẫn nhau xong xuôi thì nó lại nhảy ra xử tội người thắng cuộc? Hay đó chính là bản chất của luật pháp xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ quá độ chủ nghĩa xã hội, có chẳng ra có mà không cũng chẳng ra không. Trong cái môi trường có một hệ thống pháp luật dở dở ương ương như thế, những công dân đàng hoàng lương thiện luôn có ý thức tôn trọng luật pháp sẽ phải làm gì để đương đầu với cái sai, cái xấu đầy rẫy ở xung quanh mình. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đất đai và chuyện chẳng đâu vào đâu. Công ty Bình Minh doanh nghiệp giành được quyền sử dụng một trong bốn lô đất thiên hạ ví von như là kim cương ở khu đô thị mới Thủ Thiêm tại cuộc đấu giá do nhà cầm quyền Cộng sản thành phố Sài Gòn tổ chức hồi trung tuần tháng 12 năm ngoái, vừa thông báo bỏ cọc chứ không phải là thêm tiền để nhận quyền sử dụng đất mà họ đã từng giành nữa. Nói theo cách khác, ngoài công ty Ngôi Sao Việt thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh thì thêm một nhà đầu tư giành phần thắng trong cuộc đấu giá từng làm rúng động dư luận, giá chấp nhận trả cao hơn giá khởi điểm từ 4 đến 8 lần bỏ cuộc. Tuy hai nhà đầu tư còn lại, công ty Dream Republic và công ty Cmega chưa tuyên bố bỏ cọc, nhưng đến nay thì cả hai nhà đầu tư chưa nộp thêm đồng nào cho đủ 50% số tiền họ từng cam kết sẽ trả dù đã quá hạn ấn định. Khoảng 37.346 tỷ mà nhà cầm quyền Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh dự trù thu được từ việc tổ chức đấu giá 4 lô đất đã kể giờ hụt đi khoảng 29.500 tỷ vì mất 24.500 tỷ như từ công ty Ngôi Sao Việt và sau đó là công ty Bình Minh là 5.026 tỷ. Đó là chưa kể dấu hiệu cho thấy 7.820 tỷ còn lại dường như cũng thuộc dạng tiền khó thu. Trước mắt thì do khoản thất thu 734 tỷ tiền đặt cọc mà Ngôi Sao Việt và Bình Minh cúng dường cho đơn vị hủy hợp đồng, rõ ràng là chẳng thấm vào đâu, đặc biệt là những thiệt hại khó có thể lượng định từ việc trả giá rất cao rồi bỏ đối với kinh tế xã hội cũng như là lần tổ chức đấu giá sắp tới. Nếu sau đấu giá hệ thống công quyền không yêu cầu một số ngân hàng giải trình về quan hệ và các doanh nghiệp tham gia đấu giá đã cho vay hoặc hứa cho vay bao nhiêu và mục đích của khoản vay là gì, đó là phân loại chi tiết về nợ gốc, nợ lãi kèm với phân tích kế hoạch khả năng trả nợ, phía khỏi vay và có nợ xấu, nợ khó trả hay là không. Rồi một số viên chức hữu trách không đồng loạt cảnh báo về tình trạng một số doanh nghiệp vay mượn tứ tung từ ngân hàng đến phát hành giấy mượn nợ, trái phiếu doanh nghiệp, nợ cao gấp nhiều lần vốn thực có, cho nên yêu cầu tổ chức kiểm tra những doanh nghiệp có liên quan trên thị trường chứng khoán. Thì chắc chắn đã không có chuyện thi nhau đơn phương hủy hợp đồng, nhà đầu tư bỏ cọc khiến cho ngân sách mất vài chục ngàn tỷ, nhưng không biết sợ, không yêu cầu và cảnh báo hành động như vừa kể để bong bóng sẽ nổ và hậu quả đối với kinh tế xã hội dân sinh chắc chắn sẽ trầm trọng hơn rất nhiều. Tiền hung hậu cũng hung đối với cuộc đấu giá 4 lô đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nhắc thêm, gần như là toàn bộ nguồn lực quốc gia cả công lẫn tư vẫn chỉ là một chỗ để dốc vô và trông vào bất động sản. Sự nghiệp bạo phát không nhờ trí lực hay là tâm lực mà phụ thuộc vào việc có liều và có giỏi mượn đầu heo nấu cháo hay là không. Theo báo chí Cộng sản Việt Nam thì báo cáo tài chính 2021 của Vingroup cho thấy năm vừa qua tập đoàn này lỗ khoảng 7.500 tỷ Việt Nam đồng. Vingroup là một doanh nghiệp đa ngành nhưng trừ bất động sản, các lĩnh vực khác đều lỗ. Nguồn thu chính của Vingroup vẫn là bất động sản, thu được 78.800 tỷ tương đương với 63% tổng doanh thu của tập đoàn này. Vingroup đã tuyên bố từ bỏ việc sản xuất xe hơi chạy xăng, một trong những quyết định đầu tư từng khiến cho cả chính quyền lẫn nhiều người Việt phấn chấn, tự hào vì cuối cùng dường như cũng đã có doanh nghiệp Việt Nam chọn công nghệ như là một hướng phát triển sự nghiệp. Ngoài VinFast, thương hiệu xe hơi của Vingroup, doanh nghiệp này còn tuyên bố sẽ sản xuất nhiều thứ có dáng dấp hiện đại như là điện thoại thông minh, TV thông minh và các con đường được hỗ trợ khai phá để trở thành đại lộ đó đều sớm là đường cột. Năm 2021, hoạt động sản xuất của Vingroup tạo ra khoản lỗ 23.948 tỷ, hơn 1 tỷ Mỹ Kim.
Nếu không nhờ vào bất động sản, Vingroup không thể trở thành doanh nghiệp nổi đình nổi đám. Và đến giờ, nếu không có bất động sản kể dựa vào thì khó mà biết được Vingroup sẽ đi về đâu. Việt Nam có nhiều doanh nghiệp nhờ đất đai bất động sản mà bạo phát như là Vingroup. Trong có quốc gia, không có một quốc gia nào chỉ phát triển bền vững nhờ đất đai và bất động sản như ở xứ Cộng sản Việt Nam. Cách này khoảng 4 năm, năm 2018, vụ trưởng vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng cục thuế thời điểm đó là Nguyễn Văn Phụng cảnh báo chúng ta đang sống bằng đất, bán đất để ăn hết phần của con cháu trong tương lai. Bao nhiêu trong tỷ lệ tăng trưởng hàng năm, nền móng của tự hào là từ đất và bao lâu nữa thì xong. Thưa quý vị và các bạn thân mến, huy chương cho Minh Béo nên khắt khe hay là nên bao dung? Việc một nghệ sĩ từng thụ án tù vì tội ấu dâm ở bên Mỹ được trao huy chương bạc tại một hội diễn sân khấu ở Việt Nam đã làm cho dư luận trong nước nổi sóng với nhiều phản ứng dữ dội, nhưng cũng có ý kiến cần sự bao dung đối với người đã hối cải. Nghệ sĩ hài Hồng Quang Minh, vốn được biết rộng rãi là nghệ sĩ Minh Béo, đã được trao huy chương bạc tại Liên hoan kịch nói toàn quốc tại thành phố Hồ Chí Minh hồi giữa tháng 1 cho một vai diễn trong vở Thi thể thứ tư của sân khấu Sao Minh Béo. Minh Béo từng bị bắt hồi năm 2013 khi mà đang lưu diễn ở Mỹ với cáo buộc lạm dụng tình dục một nam thiếu niên. Ông ta bị tòa án Mỹ tuyên án 18 tháng tù và bị trục xuất về Việt Nam hồi năm 2016. Kể từ khi về nước, diễn viên hài này đã bị tẩy chay và biến mất khỏi các chương trình truyền hình và game show mà trước đó ông từng chiếm sóng. Ngay sau khi được huy chương bạc, Minh Béo đã lên mạng xã hội bày tỏ sự hân hoan. Một đêm không ngủ cả nhà ơi, 5 năm rồi mới được có cảm giác nhận huy chương nó vui trở lại như thế nào. Ông còn tổ chức một bữa tiệc ăn mừng và đăng ảnh dày đặc trên các trang mạng xã hội. Ngay lập tức chiếc huy chương vàng của Minh Béo và phản ứng của ông đã bị chỉ trích một cách dữ dội. Trang mạng Vietnamnet đăng một bài tổng hợp ý kiến của khán giả đòi thu hồi chiếc huy chương này và cho rằng việc trao huy chương bạc cho Minh Béo là việc làm vô trách nhiệm hay là trò hề. Minh Béo không xứng đáng. Nhìn Minh Béo hả hê là lố bịch hay vinh danh sẽ tạo Minh Béo có cơ hội làm chuyện xấu xa và sẽ có thêm những bé trai lọt bẫy. Trên Facebook, nhà báo Song Minh, một cây viết quen thuộc về các chủ đề văn nghệ trong nước, đặt vấn đề tại sao Minh Béo có cơ hội xuất hiện trở lại một hội diễn do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đứng ra tổ chức, và nếu như Minh Béo đoạt huy chương bạc thì liệu có tiến đến được xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân hay là không? Để dư luận phản ứng gay gắt như hiện nay, bản thân Minh Béo phải xem lại mình và sửa sai hay chưa, nhà báo này viết. Còn nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Thạch cũng phản ứng trên Facebook cá nhân rằng không thể dung dưỡng cho tội phạm ấu dâm. Chúng ta chỉ nên bao dung với những người có tội và thực sự biết hối lỗi về những việc họ đã gây ra. Đằng này Minh Béo vẫn tiếp tục bị các diễn viên trẻ tố gạ tình. Ý thức hối cải của người này hoàn toàn không có, nhà văn này viết. Trả lời tờ Lao động, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn khẳng định Minh Béo và công ty giải trí Sao Minh Béo tham gia trình diễn tại Liên hoan kịch nói toàn quốc là đúng quy định. Chính sách của nhà nước là khoan hồng, khi mà người ta đã chịu án thì không lẽ lại không cho họ làm lại cuộc đời, huống chi là hiện tại Minh Béo không vi phạm pháp luật. Ông Dương được dẫn lời và nói nhấn mạnh việc phạm tội của Minh Béo đã xảy ra cách đây 8 năm rồi. Việc người ta vi phạm trong quá khứ và đã chịu hình phạt thì khi họ trở lại và làm tốt việc của mình thì tại sao không được? Ông Dương đặt vấn đề và cho biết không có văn bản hay quy định nào cấm Minh Béo hoạt động nghệ thuật sau khi thụ án ở Hoa Kỳ. Đạo diễn Trần Minh Ngọc, thành viên ban giám khảo trao huy chương bạc cho Minh Béo, cũng trả lời báo chí rằng các giám khảo căn cứ vào tiêu chí nghệ thuật khi mà chấm điểm và trao huy chương cho diễn viên hài này chứ không xét đến đời tư hay là tiền sử phạm tội. Trao đổi với chúng tôi thì với điều kiện ẩn danh vì sự nhạy cảm của vấn đề, một đạo diễn sân khấu ở thành phố Sài Gòn cho rằng Minh Béo đã không khéo léo khi mà ứng xử nên làm bùng phát sự phẫn nộ của công chúng. Minh Béo khoe khoang chiếc huy chương còn tổ chức liên hoan ăn mừng và đăng lên Facebook như là mặc nhiên không có chuyện gì xảy ra. Ông chỉ trích và cho rằng điều này khiến cho công chúng cảm nhận Minh Béo không biết hối lỗi.
Minh Béo đã quá tự tin khoe khoang thành tích của mình, ông nói. Nhìn dưới góc độ chuyên môn nghệ thuật đơn thuần thì người đạo diễn này khẳng định Minh Béo xứng đáng đạt huy chương bạc. Trong số các diễn viên hài vận dụng hình thể béo thì Minh Béo là người có khả năng nhất về tư duy diễn xuất, tư duy đạo diễn và năng lực quản lý. Ông nói và chỉ ra trước khi bị bắt ở Hoa Kỳ thì Minh Béo cũng đã đạt đủ số huy chương để được xem xét danh hiệu nghệ sĩ ưu tú rồi. Người đạo diễn này đánh giá cao việc Minh Béo bỏ tiền túi ra bù lỗ để duy trì hoạt động của sân khấu sau Minh Béo trong giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Việc này đã giúp giữ lửa cho sân khấu, đồng thời đem đến nồi cơm cho nhiều người. Ông cũng đánh giá tích cực đạo đức nghề nghiệp của Minh Béo và kể lại một lần diễn viên hài này đứng ra cứu một bầu show bị một danh hài đột ngột hủy show ở Nhà Trang vào giờ chót. Minh Béo nhận show với giá hữu nghị, đến diễn đàng hoàng và còn hiệu quả hơn năm danh hài kia nữa, ông cho biết. Ông nhắc lại trước khi phạm tội, Minh Béo làm chương trình truyền hình thực tế Lục Lạc Vàng và Chợ Vốn cho Nông Dân Nghèo. Kể từ khi bị trục xuất về Việt Nam đến nay thì Minh Béo đã tích cực hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo, trao quà Tết và đi cúng chùa. Anh ta đã phải trả giá cho hành động phạm tội của mình trong 4 năm qua rồi và chưa tính thời gian thụ án ở Mỹ, ông nói. Nếu anh ta đã sửa đổi thì khán giả nên cho anh ta cơ hội quay lại. Trong lúc này thì các đài truyền hình vẫn sẽ thận trọng trong việc cho Minh Béo cơ hội quay trở lại vì sợ phản ứng của khán giả. Trong khi thì báo chí sẽ tiếp tục tránh nhắc tên Minh Béo trừ khi có sự kiện nào đó nổi bật, cũng theo người đạo diễn này. Ông cũng cho biết khán giả Việt Nam từng quên và tha thứ cho một số nghệ sĩ bị dính vào bê bối cờ bạc và thậm chí còn bị tù tội. Tuy nhiên thì trước phản ứng gay gắt của công chúng thì ông cho rằng khán giả vẫn chưa tha thứ cho tội ấu dâm của Minh Béo. Do đó, ông cho rằng Minh Béo cần cân nhắc nên xuất hiện như thế nào, ở nơi nào. Sắp tới thì sẽ còn những hội diễn và liên hoan khác. Nếu như mà Minh Béo cũng đi thi nữa thì như thế nào? Ông đặt vấn đề. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.